Spam xin lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Spam làm video này để chia sẻ về dưa lê. Dưa lê này thì thu hoạch được, trồng được 60 ngày anh chị. Thì trái này cũng đã chuyển vàng. Trái dưa lê này nó chuyển vàng. Trái này cái khoảng trên từ 1,2 kg đến 1,5 kg anh chị. Cũng cầm nó cũng nặng tay. Thì đây là trái dưa lê kim hoàng hậu anh chị. Thấy trái dưa lê đây rất là bóng. Ngày nay 60 ngày đúng rồi. Thì giống dưa này thời gian thu hoạch đó từ 65 đến 70 ngày anh chị. Còn khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch. Chị thấy đây là giống dưa lê kim hoàng hậu. Hôm nay làm video này do thời tiết bên ngoài bị mưa anh chị, cho nên nó có hơi có tiếng ồn chút xíu thôi. Dưa này 60 ngày. Trái dưa này bóng, vỏ nó bóng. Thì anh chị thấy đây là vườn dưa lê giống 20 tên, giống dưa kim hoàng hậu anh chị. Trái rất là sai. Trái dưa dây dưa này rất là đẹp anh chị. Thì hôm nay Hinh Farm làm video này để chia sẻ lại khoảng 10 ngày nữa là thu hoạch rồi. Cho nên Hinh Farm muốn quay chi tiết một lần nữa là xong một vụ dưa lê đã trồng trong nhà màng anh chị. Trái dưa lê giống này nó rất là đẹp và nó rất là nặng ký anh chị, nặng ký đó. Giống dưa này chắc đặc ruột. Farm quay chi tiết cho anh chị xem dưa anh chị. Trái cháy rất là nhiều, mỗi giây chỉ để một trái thôi anh chị. Thì ở đây giống dưa lê 20 tên này Hinh Farm tính kỹ là nếu mà thu hoạch một trái thì trên 1 kg, khoảng 1,2 kg đến 1,5 kg thì nó nằm khoảng 1.500 trái này cũng trên 1 tấn anh chị, trên 1 tấn. 1.500 gốc này nếu mà hao hụt thì còn khoảng 1.000 gốc. Mình tính nhiều đi, tính 1.000 gốc thì một trái này mà mang 1,5 kg thôi thì cũng được 1,5 tấn anh chị. 1,5 tấn.
cái dây dưa này nó bị rớt anh chị, rớt nó nứt anh chị, bị tuột dây, bị nứt trái rồi. Trái này nó chảy hơn, nó còn xanh. Trái dưa này rất là nặng ký. Thì Hưng Sơn Farm làm video này chia sẻ chi tiết chút xíu để anh chị xem. Dưa lê kim mật hậu này anh chị, thì Hưng Sơn Farm cũng đang trồng thử nghiệm thủy canh. Bây giờ thì đây là vườn dưa lê trồng thổ canh, còn Hưng Farm cũng trồng thử nghiệm thủy canh như thế nào tốt hay không, thì sau này Hưng Farm sẽ làm video để chia sẻ với quý chị nha. Trái rất là sai, giống dưa lê này trái rất là sai. Đây là cái trái dưa kim hoàng hậu anh chị, thấy cái ruột nó rất là nhỏ ha, cái trái nó rất là dày cho nên trái này nặng ký lắm chị, cái ruột nó rất là ít, chúng ta ăn phần thịt rất là nhiều. Cái này trái dưa này nó chưa có già mà tại vì nó bị nứt nè anh chị, nó bị nứt cho nên hái vô chở thử coi như thế nào anh chị, bị nứt thì cái ruột anh chị thấy cái ruột nó rất là ít, cái giống dưa này trồng có năng suất lắm, cái ruột nó ít mà cái vỏ, cái da mình ăn bên ngoài rất là dày, vỏ thì rất là mỏng, vỏ mỏng cơm vàng, cơm vàng. Đây là cái giống dưa lê kim hoàng hậu anh chị đó, thì trái này nó chưa già đâu, chưa già mà tại vì nó nứt, từ ra cắt ra thử coi như thế nào. Video Farm cập nhật đến đây xin tạm dừng, hẹn lại các quý vị vào những video sau.